Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về cái kênh Vũ Linh Máy Cắt Cỏ nha anh em nha. Tiếp tục hôm nay em lên lô chữ L nha anh em ha, cũng là 12 máy ha. Đó, rồi anh em có chốt thì nhớ giùm em cái mã hôm nay là L máy và gọi vào số điện thoại giúp em ha, là 0972 949 527. Số điện thoại đó có sử dụng Zalo nha anh em ha. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like anh em ha. Anh em bên TikTok thì nhớ cho em xin một lượt follow anh em ha, với lại một tim nha. Địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cà Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em mua máy khỏi cần cọc nha anh em, máy đến được quyền kiểm tra, test nổ mới trả tiền cho cái người giao hàng cho mình ha. Giá trên đây thì bên em đã bao ship tặng nhà cho mình rồi, tặng kèm theo cho anh em 6 món phụ kiện là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ khóa bằng dây cước, lục giác 4 và cản cỏ nha anh em ha, là 6 món. Nói chung là về chỉ việc anh em chỉ việc xăng pha nhớt là sử dụng thôi nha anh em ha. Ví dụ như con này tay lái dài nè thì em tay lái chưa có tay lái nè, anh em muốn gắn tay dài thì gắn tay dài, thích gắn tay tròn thì gắn tay tròn. Đó, như con này thì sẽ bổ sung cao su đầy đủ cho anh em hết. Còn ví dụ như con này anh em thích con này mà thích tay tròn em vẫn gắp tay tròn cho anh em ha. Rồi thì hôm nay em đi nhanh luôn anh em á, tại vì bị cảm cái giọng khàn khàn đi nhanh luôn ha. Anh em nào xem thì cũng biết cái kênh này bán như thế nào ha, khỏi cần giới thiệu nhiều. Rồi hôm nay có TG28 nè, Mitsubishi TB26, tên là 261, tên là 231, Echo 260, TBE24, Maru 26, Maru 23, Komatsu, này Nativo và một con đầu tiên nha anh em ha. Con đầu tiên con Tanaka nha anh em. Tanaka 20, nồng 30 ly nha anh em, 20cc ha. Nói chung con máy nhỏ gọn về cho anh em mình sử dụng gia đình, với lại làm bán bên em bán là lúc nào cũng là phải cái giá mềm mại, cái giá tốt nhất có thể cho anh em mình về sử dụng anh em ha. Tại vì giá là cạnh tranh mà. Đó, tại vì bên em thì lấy thẳng ở bãi nha, bên em không có lấy mà hàng lựa từ con ha, không có lấy hàng lựa từ con. Thứ nhất lựa từ con là giá cao. Đó, qua trung gian rồi thì bắt buộc phải giá cao. Đó, rồi thêm cái nữa, lấy hàng lựa thì sau này anh em mua những cái kênh đó thì người ta sẽ không có phụ tùng thay thế cho mình. Tại vì lấy hàng lựa, lấy con nào bán con đó. Cái đồ bãi này nếu như mà lấy hàng lựa, lấy con nào bán con đó là phụ tùng là làm gì kiếm được anh em. Em lấy thì lấy thẳng là nguyên lô đó ha, 300, 500, 700 cây gì đó. Đó, nó có hư hao trong đó, có nào hư dạt ra để dành lấy phụ tùng cho anh em ha. Rồi con này thì máy nguyên zin cho anh em hết nha, ốc và tòa vàng 7 màu hết nè. Đó. Rồi chế chỉ chéo qua gồm một kim le đỏ anh em ha, bật lên là đóng le nha, lên ra le nhảy về sử dụng luôn anh em ha. Tùm nhôm công tắc hai tay lái nè, cần gắn cỏ đồ bò zin hết, là một triệu thôi anh em. Rồi hôm qua con L2 anh em, con L2 con này Nativo anh em ha, Nativo HM23, nồng 32 ly, 23cc anh em. Mắc cái tem em dán cái tem Komatsu 26 rồi nhìn cho đẹp nha. Đó anh em nào mà đang giếm tiền vợ đó, nó mua cơm 26 là giá nó tới 2,2 triệu lần đó, là lãi đúng 1 triệu đó. Đó thì cái dòng Komatsu 26 giá tầm 2,2 triệu là nghe anh em ha. Đó, nó giỡn nha, đó mà anh em có làm thiệt thì nhớ chi em mất nha. Rồi dòng này anh em về chạy gia đình cực kỳ ngon nha anh em ha, máy nó chạy lanh, chạy bốc, chạy khỏe lắm nha, máy móc zin hết nha anh em, 1,2 triệu là giá em bao rẻ cho anh em luôn. Nồng mới tinh nè, bồ trắng sáng nè, chế chạy chế qua gồm một kim nha anh em, le nằm dưới nè, kéo đằng trước là đóng nha anh em ha, việc nổ sao anh em thả ra sao cậy luôn nè, tâm lèn nha anh em, điểm eo không có nên gắn đủ ha, tay ga công tắc ha, thiếu bền nó gắn đủ cho anh em hết, nguyên zin hết nha anh em. Căng nha anh em ha. Rồi hôm qua con L3 nha anh em ha. L3 con này là con Genos Komatsu anh em ha, 230, nồng 32 ly, 23cc nè. Con này bán giá cực kỳ mềm mại về cho anh em sử dụng luôn ha, chỉ có 1,3 triệu thôi. Áo nó có bị nứt chỗ này nha nè. Đó, chưa máy móc là nguyên zin nha, ổ giật chạy lực chế qua ông rồi, hai kim le đỏ tự động anh em ha. Một kim nó giấu ở trong, hai họng xăng chạy rất là tiết kiệm xăng. Đời này ổ giật chạy lực mua ghi đứng luôn anh em ha. Đời này anh em ngày sử dụng 8 tiếng nó hao tầm cái 2 lít rưỡi xăng thôi. Rất là tiết kiệm xăng nha. Đó, máy móc là nguyên zin nha anh em hết ha. Ở tâm nhôm luôn nha anh em ha. Con này sử dụng ga bóp luôn nha anh em. Ga bóp mà ga bóp tay tròn nha. Còn anh em nếu như mình lên hai tay em gỡ bộ này ra nha anh em ha. Rồi, cần đầu bò zin đầu hết luôn nha anh em.
chạy kinh khủng thì nó vụt ốc bô luôn nè, nè ha, chạy ghê gớm thì xước ốc bô luôn. Rồi em dặn lại cho anh em ha. Cái đó là tay lái tròn anh em ha, ga bóp ở dưới nha. Anh em lên hai tay là không còn cái ga bóp nữa đâu nha. Rồi tiếp theo là 4 anh em ha. Là 4, là 5, là 6 là cái dòng máy Magu. Thì cái dòng máy Magu là cái dòng máy đề cao, máy đề mới anh em ha. Máy mình cực kỳ là bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng, ổn định cao và hư hao. Ví dụ như sử dụng thời gian sau này hư hao là thợ thầy người ta dễ làm, dễ sửa chữa anh em nha. Mà mấy con này về anh em sử dụng gia đình, anh em pha nhớt đầy đủ, không biết đời nào mà hư được luôn á, máy Nhật mà. Rồi con L4 anh em ha, Magu 23, nòng 32 ly, 23cc, giá siêu rẻ anh em ha. Máy nguyên zin cho anh em hết à. Máy nguyên zin nguyên bản cho anh em hết nha anh em ha. Thùng xăng lớn là thay mới, còn nhiều là zin hết. Máy còn khá đẹp, khá mới anh em ha. Tum thì tum lèn nha anh em. Tay lái thì chưa có nè ha, anh em thích tay nào vô cho anh em tay đó nha. Cần đầu bò zin nha anh em ha, công tắc nằm trên áo nè. L4 là chịu giữ thôi. Ổ giờ có trợ lực nha anh em. Rồi L5 nha anh em, L5 Magu 26 nha anh em ha, nòng nó 34 ly nha, 26cc, con này bán giá rẻ cho anh em mà 1.7 triệu thôi. Áo nó có hơi bị nứt chỗ này tí xíu nè ha, chứ thông thường nó 1.9-2 triệu anh em ha, với lại nó có hơi nứt nứt bên đây nữa nè, nứt nứt mấy lá nè ha, đó nứt nứt ở chỗ này nè, đó. Và giá bán anh em 1.7 triệu thôi nha, chế máy zin hết cho anh em ha, đó, máy zin hết là lắp dập da băng ha, chế dặn vậy chế qua gồ, nòng sáng. Magu 26 anh em, nòng 34 ly ha, 26cc nha anh em nha. Tâm lề công tắc trên áo anh em ha, về anh em sử dụng gia đình có phát cổ cứng cứng là ok hết. Rồi hai ta lái nè, cao su nữa vô cho anh em đầy đủ hết nha, cần đầu bò zin hết nha anh em ha. Rồi con L6 thì 1.9 triệu nha anh em ha, lý do thì nó đẹp hơn thôi, lý do đơn giản thôi, nó cũng là Magu 26 nòng 34 ly. 26cc anh em ha, nó đẹp hơn thì cái giá nó cao hơn thôi. Tem Nhật còn luôn ha, dẫn chạy chéo qua gồm một kim. Đó, dòng Magu thì giới thiệu hoài anh em. Đề cao mà, máy mình cực kỳ bền, bền dễ nổ lợi xăng nha anh em ha. Ổn định nó rất là cao ha. Ga hại anh em ha, ga công tắc nằm dưới nha. Anh em muốn xài ga bóp xài. Còn anh em xài ga chết thì anh em thấy cộng dây cái cột này lên. Lên xuống cái này là thành ga chết anh em ha. Ta lái thì ta lái tròn nha. Ha, ta lái tròn, nếu như anh em không thích thì em lên hai tay thì em sẽ gỡ cái này ra ha. Rồi càng đầu bò này kia zin hết cho anh em ha. Là 6.9 nha. Quá mới. Rồi anh em bên TikTok thì xem thì nhớ cho em xin một lượt follow và một team cho anh em ha. Đó. Rồi anh em có chốt thì cứ liên hệ vào số điện thoại giúp em ha, là 0972 949 527. Ở số đó có Zalo anh em nha. Rồi thì em nhắc lại anh em ha, đó, từ con L7 tới con L12 nha, thì anh em mua máy bên em không có cần phải đặt cọc, máy đến được quyền kiểm tra test nổ sau xuôi đâu đó đàng hoàng hết, mới trả tiền cho cái người giao hàng. Giá trên đây thì bên em đã bao ship cho anh em rồi và đầy đủ phụ kiện kèm theo là 6 món anh em ha. Đó, hàng đến được quyền kiểm tra test nổ mới trả tiền anh em ha. Rồi con L7, con này là con Mitsubishi TB24 anh em ha, mắc in da băng nè, nòng của nó là 32 ly anh em ha, 24cc, dòng máy đề cao, máy mình chạy rất là tiết kiệm xăng anh em ha, con máy chạy đầm máy và tiết kiệm xăng nha, đề cao thì bù có giảm thanh nè, chạy chế qua gồm 2 kim 2 họng xăng anh em ha. Mitsubishi thì lóc con này có dập da băng nè, đó máy móc bao zin cho anh em hết cho anh em ha, giá 1.5 triệu giữ thôi, giá cực kỳ mềm mại, về cho anh em mình sử dụng nha, tum nhôm luôn, Mitsubishi nè. Rồi sử dụng hai ta lái, ga và công tắc trên tay luôn nha anh em ha, cần đầu bò zin hết, về sử dụng gia đình là bao ngon anh em ha. Đóng ga lên, công tắc nó không được đi. Rồi L7 anh em ha, chịu gửi nha anh em ha. Đó, công tắc nó có vấn đề, nên em làm lại cho anh em nghiêm chỉnh hết nha. Rồi L8 anh em ha, L8 là con Qgit Echo 260 nòng 34 ly anh em ha, 26cc. Thì cái dòng Echo 260 này á, thì em giới thiệu nó từ hồi xưa giờ rất là nhiều rồi. Nòng kiến dày, anh em pha nhớ chuẩn. Ít khi nào mà bị hư cái nòng ha, sử dụng 10 năm là bình thường.
lửa của nó chạy hoài 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 luôn, mà thấy cái cục IC của nó là không thấy chết nha anh em nha. Đó, không có thấy nó chết ha. Đó. Đời này thì tum nhôm với lại là con này là trợ lực áp nha anh em ha. Bắt lên cho nó dính chói ha. À, bắt trên dính chó là giật nó nhẹ nha. Rồi con này thì máy nguyên zin cho anh em hết 1.9 triệu thôi. Dòng này thì em nói thẳng luôn là em đánh giá nó rất là cao, chạy rất là ngon anh em ha. Chạy cực kỳ êm nha. Giờ anh em làm sử dụng gia đình, anh em phát cước hay là phát cỏ cứng đều ok hết. Chế da băng hai kim anh em ha. Ở dưới ốc ở dưới đó là chỉnh gió, ở trên là gam ti nè. Tum nhôm nè, cực kỳ mới anh em ha. Lủng lủng một hai lỗ mà, chạy vô hai lủng anh em. Chạy chạy sơn một hai lỗ thôi. Đó. Rồi sử dụng hai tay lái anh em ha, ga và công tắc trên tay nha, xuống là tắt anh em, lên là mở ha. Cần đầu bò zin, điểm eo không có nó gắn đầy đủ ha. Thiếu một bên em cũng gắn vô đầy đủ cho anh em hết. Rồi là 8 anh em ha, 1.9 triệu ha. Anh em mua máy bên em là đầy đủ đồ hết. Vậy anh em chỉ cần xăng pha nhớt là sử dụng, anh em là chưa có nhớt thì mua bên em luôn ha. 100.000 bình nha anh em ha. Lít đó anh em mua đâu cũng vậy, mua giùm em đi ha. Em cảm ơn ha. Đó. Rồi tiếp tục là con L9 nha anh em. Con này là con Mitsubishi TL231 nòng 32 ly. M3cc anh em ha. Con này chịu 750 thôi. Con này cực kỳ mới anh em ha. Có chỗ này nè, nó hơi bị chạy nè. Đó, nó chạy chỗ này anh em ha. Với lại thùng xăng lớn nó bởi em thay mới anh em ha. Chế vậy chế qua gòn hai kim anh em ha. Nóc dập da băng đời này là ổ giật của nó làm ổ giật trợ lực luôn anh em ha. Thì dòng Mitsubishi là TL, TB, TU là ba cái đời máy ngon nhất của Mitsubishi anh em ha. Đó, anh em cứ lấy mà xài, chạy ổn định và rất là bền anh em ha. Máy là em bao zin cho anh em hết nha. Đó. Chế qua gòn hai kim nè ha. Tum gài, tum nhôm. Quá đẹp, con này khắc rất là đẹp anh em ha. Tum gài, tum nhôm, tum 260 anh em gắn được xịt thuốc anh em ha. Hai tay lái nè. Cần đầu bò zin hết. L9 nha, chịu 750 xài gia đình là bao ngon anh em. Rồi L9 nha anh em ha, 1.750. L10. L10 là con này là con TB26 anh em ha, là cũng là thuộc những cái dòng top của những con Mitsubishi đời cao, nòng 34 ly, 26cc. Con này thì 2.2 anh em ha. Anh em nào sử dụng nhiều có phát cổ cứng, có phát cước đồ thì lấy con này. Đó ha, lấy con này, nòng nó to hơn, chạy nó khỏe hơn. Chế là chạy chế quăm gòn hai kim, lóc có dập mắt in da băng nha anh em ha. Cho nó dập trong đó khó quay ship. Rồi đây nổ giật trợ lực luôn anh em ha. Máy zin hết 2.2 đây. Giá mềm mại cho anh em luôn, giá rẻ luôn. Rồi sử dụng hai tay lái nè anh em nè. Ở ga ha, công tắc nè. Lên là tắt nè ha, xuống là chạy nha. Cần đầu bò zin hết mấy dòng này thì thôi, giới thiệu chi nhiều đó. Tự nhiên nó bị mờ đó. Rồi ok, nó gõ lại đó. Rồi tiếp tục là con L11 anh em ha. Con L11 thì con này là Mitsubishi TL261 thì cũng là cái dòng máy quá quen thuộc với anh em rồi ha. Đó. Con này là thùng xăng lớn rồi, bên con máy ba lô anh nè. Em gắn qua dẫn vào thùng xăng zin nha. Áo bô hơi bởi đây xíu. Đó. Rồi con này 2.4 triệu thôi nghe anh em ha. Cũng giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Máy móc em bao zin cho anh em nguyên bản hết nha. Đó, thùng xăng zin của nó bị bởi rồi. Nó lấy dẫn lấy cái thùng xăng zin của con máy đeo lưng qua thì cái con này á. Cái con này thì cái thùng xăng này thì anh em đựng được nhiều xăng hơn nha anh em ha. Chứ nó không có bị gì hết. Đó, lóc cũng có dập da băng cho anh em nha. Đó, chế là chạy chế qua gòn hai kim anh em ha. Nồng đóng số 26 cho anh em nha. Đó, con này thì 2.4 triệu nha anh em ha. Cần tum gài, tum nhôm, tum 260 nè. Hơi chạy sơn tí xíu nha. Đó, sử dụng hai tay lái cho anh em ha. Cần đầu bò zin, nói chung là nước sơn zin bên em không có sơn, không có dặm, không có tút gì lại hết nha anh em nha. Đó, 2.4 triệu thôi là 11. Rồi tiếp tục con L12 cuối cùng anh em ha. Kawasaki TG28 anh em ha. Con này nồng 34 ly 28cc lận nha anh em. Dòng này thì về cho anh em là chuyên phát cướp rồi này kia ha. Rất là ok. Con này 2.4 triệu thôi. Đó, 2.4 triệu nó bằng giá con này. Nhưng mà con này nó chạy khỏe hơn rất là nhiều anh em ha. Đó, con này thì nói chung dòng Kawasaki thì những con TG này thì anh em nào xài biết rồi. Chạy cực kỳ bền, tua cao với lại là
mâm lửa lớn chạy khỏe lắm nha anh em ha. Búa dên nó bự lắm, chạy rất là tiết kiệm xăng nha. Đó, chế là da băng nha anh em ha. Anh điện thoại này nó bị cái giống gì nữa rồi. Nè, chế da băng nè anh em ha. Kim chỉnh gió nè, ốc gam ti nha anh em ha. Máy rồi rất là sáng, rất là đẹp nha. Cần tum gời nha anh em ạ. Tum gời nhưng mà tum lớn nha anh em ha. Đó, tum gời tum lớn nha, 330 430 xài chung nha. Bộ cần rất là giá trị nha anh em ha. Hai ta lái nè. Đó, cần đầu bò zin hết nha anh em. Cần con này thì nó cục hơn người ta tầm cỡ nhiêu đây nha anh em ha. Cục hơn người ta tí xíu á. Ừ. Rồi là 12 nha anh em ha, 2.4 triệu. Quá bốc. Rồi anh em mình có chốt máy thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp em ha, là 0972949527. Số điện thoại đó có sử dụng Zalo nha anh em ha. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like. Còn anh em TikTok thì nhớ cho em xin một follow nha anh em ha. Đó, và một tim ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.